Hôm trước mình có đăng một cái video lên YouTube nói về tập quái The Step, và video đó nhận được thật sự rất là nhiều sự ủng hộ từ các bạn, và cũng có một số cái bình luận comment rất là hài hước như thế này này. Đấy, kiểu như là các bạn nói video đó chả có gì giật mình cả, chả có gì đáng sợ cả. Làm sao mà ghê được? Ai chỉ cho tôi biết là cái video này đáng sợ ở chỗ nào đi. Thật sự mình đọc mình cảm thấy video mình có vẻ khá là dễ. Nên là cho là ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại, và mình sẽ cho những cái comment mà bạn nào thấy video vừa rồi mà các bạn cảm thấy là nó rùng rợn, nó đáng sợ, và các bạn đã comment rồi thì mình sẽ cho các bạn lên TV nha. Còn những cái ông kia thì tôi không cho nha. Ok, thì không dài dòng nữa thì mình sẽ bắt đầu với mẫu chuyện ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ thích mẫu chuyện này. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Câu chuyện ngày hôm nay mang tên Thực thể Cassandra. Minecraft là một trò chơi điện tử mà công việc chính của các bạn là tồn tại trong thế giới của mình. Mỗi khi nhà phát triển tạo ra các bản cập nhật tuyệt vời cho trò chơi, bên cạnh những bản cập nhật cũng có những lỗi, những sinh vật mới mà nhà phát hành game cũng không thể giải thích được, và sinh vật mà người chơi đã gặp trong mấy năm nay, họ cũng không biết làm cách nào để loại bỏ nó ra khỏi thế giới của mình. Cassandra là một cô bé chơi Minecraft trong một thời gian dài. Đến phiên bản 1.7.2, cô đã nâng cấp Minecraft của mình lên bản mới nhất và tiếp tục với thế giới đang còn dang dở. Mục tiêu của cô là giết con rồng, giống như những người chơi khác. Tuy nhiên, sau khi vào The End và chết ở Enderworld, cô gái đã nhấn nút được tái sinh, nhưng không có gì xảy ra cả. Nhân vật trong game chỉ đơn giản là không muốn được sống lại thêm một lần nữa. Cô đã thử đi thử lại, cho đến khi thành công. Cô ấy muốn quay lại Enderworld và kết thúc trò chơi. Ngoại trừ việc cô ấy không thể đến được đó, cô ấy đã nhảy vào cổng, tưởng rằng mình sẽ được dịch chuyển đến Enderworld. Nhưng không thể, cô bị xuyên qua cánh cổng, rơi xuống vùng lava phía dưới và chết. Cassandra thất vọng, không chịu được nữa nên quyết định thoát game. Nhưng cô ấy không thể làm vậy vì đơn giản không có nút thoát. Cassandra không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy khởi động lại máy tính, nhưng trò chơi vẫn mở. Mặc dù khởi động lại, nhân vật của cô ấy vẫn đang trong thế giới Minecraft. Không thể thoát được game và cũng không thể làm gì ngoài việc vứt bỏ cái máy tính và mua một cái máy mới. Điều mà cô đã làm, Cassandra từ bỏ trò chơi và bắt đầu sử dụng máy tính cho nhu cầu công việc. Nhưng nhân vật của cô vẫn lang thang trong thế giới Minecraft và làm hỏng cuộc sống của những người chơi khác để họ cảm thấy tất cả những nỗi đau của cô khi bị nhốt trong thế giới này. Tổng quan về thực thể Cassandra. Nước da của Cassandra là nước da của một cô gái nhợt nhạt với đôi mắt đỏ, đồng tử bị thu hẹp đến giới hạn, nụ cười rộng đến mang tai và chiếc áo xanh lam có viền trắng quanh cổ. Trên tay có một vài vệt máu, bận một chiếc quần màu đen, cô mang đôi giày màu trắng, tóc dài và màu nâu. Cassandra có hai trạng thái, trong trạng thái tức giận, khuôn mặt của cô ấy trở nên méo mó, mắt cô ấy đen ngòm, miệng cô ấy trở nên rộng hơn và mở ra tối đa. Máu bắt đầu rỉ xuống ở hai con mắt và ướt đẫm cả miệng. Trên tay có vài vệt máu loang ra trông rất ám ảnh. Để tận mắt nhìn thấy Cassandra, bạn cần thực hiện những điều sau. Đầu tiên, bạn cần đi đến hạt giống trên màn hình và xây dựng một bệ triệu hồi bên cạnh nơi bạn hồi sinh. Lưu ý, chỉnh chế độ thành khó. Ngoài ra, tốt hơn bạn nên tìm kiếm các phiên bản Minecraft mới nhất. Vì vậy, bạn sẽ cần 4 khối Obsidian Crying, 4 khối đèn biển, 4 ngọn đuốc linh hồn, 4 chiếc đèn lồng linh hồn, 1 đốm lửa trại linh hồn và 4 tấm biển được làm bằng gỗ méo, màu xanh ngọc. Cách thực hiện: đặt 4 khối đá Obsidian Crying thành một hình vuông đối diện với nhau, đặt 4 khối đèn biển ở giữa chúng. Phía trên đèn biển là một chiếc đèn lồng chứa ngọn lửa linh hồn. Những ngọn đuốc linh hồn nằm trên Obsidian Crying ở giữa sau bệ triệu hồi, đốt lửa trại và với ngọn lửa màu xanh. Sau đó trên bệ triệu hồi, đặt 4 tấm biển làm bằng gỗ méo mó và viết dòng chữ sao lên đó. Các bạn nên viết 2 lần, sau đó các bạn hãy bắt đầu thế giới sinh tồn bình thường, Cassandra sẽ tự cảm nhận được. Hành vi của nhân vật không thể dự đoán được. Đối với người chơi, nó có thể xuất hiện một cách hoàn toàn bất ngờ. Ngay từ đầu game,
thậm chí là giữa, thậm chí là về cuối, cô ấy sẽ xuất hiện với người chơi trong hình dạng bình thường, giống như một nụ cười thân thiện. Vật thể sẽ viết các câu hỏi khác nhau trong cuộc trò chuyện như: bạn có cần giúp đỡ không? Hoặc là bạn đang làm gì ở đây? Khách du lịch. Nếu bạn cư xử hung hăng với cô ấy thì làn da của cô ấy sẽ chuyển sang trạng thái hung hăng. Sau đó bạn sẽ hối tiếc vì từng bước vào thế giới của cô ấy. Cassandra sẽ theo bạn mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên cô ấy sẽ không theo bạn vào cổng Enderworld. Vì vậy đây là sự cứu rỗi của bạn. Xây nhà không phải là một lựa chọn, vì cô ấy sẽ thiêu rụi nó trong vài phút. Cư xử lịch sự là một cách đúng đắn, đừng khiến cô ấy mất bình tĩnh. Các dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của cô ta có thể là một đám các loài dây leo, cáo, mèo bên ngoài khu vực dân làng. Điều này sẽ khơi gợi sự nghi ngờ của người chơi. Một số thân cây sẽ được thay thế bằng obsidian. Nếu những dấu hiệu này bắt đầu diễn ra, thì tốt hơn hết bạn nên chạy thật nhanh ra khu vực đó, nếu không muốn gặp phải những rắc rối. Đôi khi, dấu hiệu chỉ đơn giản là sự thay đổi kỳ lạ trong thời tiết, bắt đầu bằng một cơn giông và kết thúc với thời tiết quang đãng trong ít nhất vài giây. Ngày và đêm có thể thay đổi với tốc độ tức thời, thì tốt hơn hết bạn nên chạy bộ để giữ gìn sức khỏe, nếu không muốn gặp rắc rối. Chúc các bạn may mắn. Và ngày hôm nay thì mình đã kể về tiểu sử của Cassandra này, nói về những cái hiện tượng hoặc là cách triệu hồi gì đó. Thì nếu như các bạn muốn nghe về story của thực thể Cassandra thì các bạn hãy để lại một cái bình luận cho mình nha. Ở video lần sau thì mình sẽ viết nên một cái kịch bản bám sát vào một cái video nói về một người chơi nào đó đã gặp phải cái thực thể Cassandra này. Thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cái video này thật là mạnh, như là cái video rồi mà mình vừa làm. Và bạn nào muốn được lên TV thì các bạn phải nói là các bạn sợ cái video này á. Còn bạn nào mà nói là các bạn không sợ video này thì mình vẫn cho các bạn lên TV thôi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở một video lần sau. Bye bye.